À, xin chào cả nhà. Hôm nay có một cái lời đề nghị nói về cái bông hoa khôi Quế Phong và bông Thảo Nguyên 2. Thì bông này em cũng đã nói từ cái video cách đây khoảng 2 tháng về cái bài học của cái cây Thảo Nguyên 2. Thảo Nguyên 2 thì nó là cái bông ở Hải Phòng. Lúc đầu còn được anh lớn định giá, tức là được thị trường định giá ở mức 20 triệu một sen, và người ta giao dịch ở mức đó. Và cây Thảo Nguyên 2 là một cây thân mảnh, hoa thì hơi méo các bạn nhé, hoa thì hơi méo. Nó được vườn lan ở Hải Phòng sổ ra và lấy tên là Thảo Nguyên 2. Nhiều đánh giá cho rằng nó là một bông Bảo Duy 2, tức là ngang với Bảo Duy, nhưng nhiều đánh giá lại cho rằng nó là một bông xấu hơn cả bông Phú Thọ. Thì quan điểm của tôi đưa ra đó là xấu hay đẹp thì khi thị trường nó đã chấp nhận thì chúng ta cứ giao, họ cứ giao dịch ở mức đó, thì chúng ta coi nó như là một cái mã cây bình thường thôi, đúng không ạ? Nhưng có lúc nó lên đến thời điểm tháng 3, cuối tháng 4 nó lên đến mức 60 triệu một sen. Nhiều anh em ôm vào là rất mệt mỏi. Đến bây giờ chúng ta thấy cây Thảo Nguyên 2 hầu như ít giao dịch, ít chứ không phải không có các bạn nhé. Tôi dạo qua tất cả những cái trang trên Face thì nó chỉ từ tầm một vài giao dịch thôi các bạn ạ, cây Thảo Nguyên 2. Và khi thị trường đã không chấp nhận nó thì tất nhiên nó đến bằng cái tai tiếng, thì người ta những người chơi mới người ta cũng có một cái độ e dè nào đó anh em nhé. Đối với cây Thảo Nguyên 2, cá nhân tôi thì nếu có càng tốt các bạn ạ, nếu trong vườn có Thảo Nguyên 2 càng tốt. Mình không có thì mình nói thì với cái tư cách nó rất là khách quan, ở người ngoài cuộc mà. Đấy, cây Thảo Nguyên 2 có lẽ là tương lai cũng chưa biết thế nào về cây này, nhưng mà với những cái sự hiện diện, tức là với những cái giao dịch nó vắng bóng, thì như chúng ta thấy một cái tiền đồ nó chưa sáng sủa lắm cho cây này. Tiếp theo là đến cây hoa khôi Quế Phong. Hoa khôi Quế Phong thì thực ra nó là cây năm cánh trắng khôi đen ở Nghệ An. Và trước khi đến tay anh Chính Trương thì nó có mức giá là 2 triệu. Và khi đến tay anh Chính Trương với cái sự lăng xê của hoa khôi Quế Phong, của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh á, và hai cái đêm live show cuối năm ngoái, năm 2020 mà các bạn để ý, đó là cái đêm Noel Chính Trương và những người bạn ngày 22 tháng 12 thì phải, tức là cách Noel 2 ngày, và cái đêm gala Niềm Tin Chính Là Sức Mạnh, tức là ra mắt cái logo biểu tượng của anh ấy, cũng mời rất nhiều những khách mời đình đám, ví dụ như là Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh này, hay là Hương Ly này, Khắc Việt, Lê Bảo Bình, những cái ngôi sao hot nhất. Và ở một cái khách sạn nổi tiếng ở Việt Trì. Đấy, thì cái bông hoa khôi Quế Phong lúc bấy giờ từ 2 triệu đã lên đến 35, 40 triệu một, hình như là 1 cm, tôi nhớ không nhầm. Và kỳ nhỏ thì bán với giá là khoảng 40 triệu một kỳ, 40-50 triệu. Cái thông tin này thì tôi cũng lâu rồi tôi cũng không nhớ lắm, nhưng đại khái nó ở mức giá đó. Nhưng đến bây giờ hoa khôi Quế Phong nhìn lại phải thực chất đánh giá nó là một bông tương đối đẹp. Và như các bạn thấy có cái team hoa khôi Quế Phong ấy, hoa khôi nhân ái, hoa khôi thân thiện, mà có một cái nhân vật đó là Lê Văn Tuyến. Các bạn xem theo dõi Facebook Lê Văn Tuyến thì chúng ta thấy là
Lê Văn Tuyến có lẽ rất yêu cái bông hoa khôi Quế Phong này, cho nên đã tổ chức một cái cuộc thi cùng với resort Hoa Lan Chính Chương hay sao. Cuộc thi này là hoa khôi Quế Phong nở tại nhà và bông nào đẹp nhất thì được tặng một cái xe Fendil của VinFast ấy. Đấy, tôi nhớ không nhầm là như vậy. Và những cái giải kế tiếp sau tôi cũng không để ý lắm, nhưng đại khái là rất nhiều những chương trình lăng xê bông hoa khôi Quế Phong. Đấy, thậm chí cả ngay trong những cái status nền tảng của anh Chính cũng có bông hoa khôi Quế Phong. Ngoài bông Phú Thọ HO Hồng Yên Thủy thì anh ấy thêm cái bông hoa khôi Quế Phong mà. Cá nhân tôi khẳng định bông hoa khôi Quế Phong là một bông đẹp. Nhưng tương lai của nó như thế nào thì mời anh em bàn thêm. Đấy, mời anh em bàn thêm. Cho đến thời điểm hiện tại, hôm nay là ngày 28 tháng 7. Thị trường đã có những cái sự ổn định các bạn nhé. Đấy. Rồi, xin chào mọi người.